Tới 12 giờ 30 phút trưa 3 tháng 7, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã dập tắt được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty nội thất trong khu chế xuất Linh Trung 2. Hơn 11 giờ trưa cùng ngày, khu nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất nội thất nằm trên đường số 1, khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức bất ngờ bốc cháy. Lúc này các công nhân nhanh chóng dùng vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lửa nhanh chóng cháy lan bao trùm cả khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Nhiều người cũng nhanh chóng di rời hàng hóa, máy móc ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ trong khu chế xuất cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức nhanh chóng điều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Do bên trong chứa sơn, hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh. Khu nhà xưởng có diện tích lớn, được bao quanh bởi mái tôn nên cảnh sát phải chia ra nhiều hướng để phun nước. Hơn 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế không cho cháy lan. Hiện công an đang xác định thiệt hại, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.